nói về trải nghiệm của dịch vụ của Logitech thì chúng ta sẽ phải nói là vấn đề là câu đầu tiên, bởi vì dịch vụ của Logitech không chỉ là dừng lại ở Hoàng Mai mà còn xuyên suốt đồng hành cùng Logitech những câu mua hàng đầu tiên. Đầu tiên thì tôi sẽ phải toán và công ty tôi đặt ra là do là tôi phải trôi keo bằng tay, mất nhiều thời gian và mất nhiều và dễ bị đóng đặn, nên là lãng phí trong thời gian trôi keo. Khi trôi keo bằng tay ấy, thì nó bị ra bọc khí, dẫn đến là nó giảm cái chất lượng sản phẩm. Vì vậy nên là chúng tôi đã tìm ra cái phương án là cần phải tự động hóa. Sau khi cân nhắc thì tôi thấy là sản phẩm của công ty và Logitech nó phù hợp với yêu cầu của công ty thôi, nên là chúng tôi đã lựa chọn. Cái tiêu chí của tôi là thứ nhất là về cái sản phẩm của công ty cung cấp dịch vụ và cái vấn đề về bảo mãi đây là chăm sóc cho công ty chúng tôi. Trong quá trình sử dụng máy đối với Logitech thì chúng tôi thấy là nó phù hợp với cái sản xuất của mình. Chúng tôi máy của Logitech thì nó đảm bảo được rằng là cái tỷ lệ trôi keo rất là chính xác, còn cái nữa là cái tỷ lệ bọc khí nó hầu như là ít, nó đảm bảo cho sản phẩm của công ty chúng tôi. Thì công ty chúng tôi thì cũng đặt máy xong thì nó sẽ gặp những cái sự cố nhất định trong quá trình làm, thì tôi cũng là có cầu thì bên đầu cũng đáp ứng ngay, một là có thể lên ngay trực tiếp để mà xử lý những vấn đề mà chúng tôi xử lý được, hai là cũng có thể xử lý qua quá trình gọi điện bằng video để mà xử lý cho chúng tôi làm sao để nhanh nhất chúng tôi còn sản xuất. Thường thì cái này thì trong quá trình làm việc thì máy nào mà ít sản xuất thì nó sẽ dẫn đến là ít lỗi, và máy nào sản xuất nhiều thì nó sẽ phát sinh ra nhiều cái loại lỗi khác nhau, thì cái này thì nó là cái yếu tố của máy rồi, nên là cái việc mà quan trọng là công ty của tôi là cần phải có sự hậu mãi nó tốt thì trong quá trình làm việc nó sẽ đỡ bị giảm đó. Thì tôi thấy Vinaloo cũng đang đáp ứng được cái vấn đề.